Rồi, như vậy thì cái pin UT tí nữa chúng ta sẽ áp dụng. Và khi mà bạn muốn xài được pin UT thì bạn, một là bạn sẽ download cái thư viện về, bạn add vô. Hai là bạn sẽ sử dụng cái Maven, dùng cái DBNC để mình gọi cái dự án Maven nó tự tải về cho mình thì nó sẽ thuận tiện hơn. Và cái Maven nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều. Và bây giờ các bạn đang học kiểm thử nâng cao thì trong cái file bom của Maven, nhiệm vụ của file bom để làm gì ta? Chưa đủ, nó còn một chức năng nữa, cấu hình biên dịch, đó mới là nhiệm vụ chính của file bom. Đúng rồi, trong cái mà kiểm thử nâng cao của các bạn muốn kiểm cái gì, các bạn không kiểm cái gì, kiểm cái gì song song, kiểm cái gì trước, kiểm cái gì sau, thì trong cái phần file bom của bạn sẽ cấu hình chỉ định biên dịch cho cái dự án của mình, thì nó dựa trên file bom. Trong bài này thì nó cũng giống như các bài tập thông thường của chúng ta cũng có form nhập, cũng có form xuất, và trong này người ta hướng dẫn cho các bạn convert cái này sang cái dự án Maven. Như vậy thì thầy sẽ tạo ra một cái dự án mới hoàn toàn đi để cho chúng ta dễ thấy. Dự án của chúng ta sẽ chọn file new dynamic web project và thầy sẽ tạo ra là ra G4 đi, G4 lab 3 C4, tức là K4, tại vì lab 3 hồi nãy mình tạo rồi. C4 đây, C4 trong dự án này của chúng ta, các bạn sẽ convert cái này sang Maven bằng cách click chuột phải lên dự án, chọn Config, chọn Convert to Maven Project, Config, Convert to Maven. Click chuột phải lên dự án ha. Click chuột phải lên dự án. Phía dưới nó có một cái menu là Config. Các bạn chọn Convert to Maven Project. Trong này nó có nhiều thông số. Mình để mặc định Group ID. Và những cái thông số này, khi nào mà các bạn làm dự án mà có merge code thì các bạn chú ý phần này. Version là dự án của mình, nếu mà có thay đổi thì là mình sẽ cập nhật version ở đây. Còn bây giờ là version đầu tiên. Mình muốn để gì cũng được. Cấu trúc đóng gói sau này là ở dạng var. Có gì thêm thì bạn sẽ chú thích thêm vô đây. Mình không thay đổi gì hết, chọn Finish. Sau khi mà bạn có được dự án Maven thì nó sẽ tự động nó tạo ra cái file bom này cho mình. Trước đây nó không có. Dự án trước nó không có, trước khi mà mình convert full Maven thì nó không có. Và sau khi bạn convert qua thì ở chỗ này là bạn sẽ thêm các cái dependency vô đây. Như vậy mình sẽ gõ chữ dependency DE, thì chỗ dependency này nó là y ngắn ES số nhiều, enter, và mình sẽ bổ sung cái dependency này vào là bổ sung cái gì? Cái mình đang cần là pin UT. Vậy thì các bạn, nếu như mà các bạn không biết cái đoạn dependency để mà bổ sung một cái thư viện nào đó thì bạn sẽ lên bạn search cái này, bạn search search cái gì đây, bạn sẽ search là Maven của pin UT, Maven pin UT đó. Thì nó ra cái trang này nè, trang mà có biểu tượng này là đúng nè, và mình click vô đây Maven pin UT. Mình đang muốn xài phiên bản bao nhiêu thì mình click chuột ở bên này. Trong hướng dẫn mình đang xài 1.9.3, click vô đây. Ở phía dưới nó cho dependency của chúng ta của dự án thuộc Maven, và nó có nhiều cái khác nữa nhưng mà mình chọn Maven, click chuột vô, nó bôi đen sẵn
Ctrl C qua dự án của mình, chú ý thư viện. Thư viện của mình chỉ có hai cái thôi. À, thư viện của mình chưa có dependency nè. Mình chưa thêm. Bây giờ mình thêm vào nhé. Ctrl V. Đây cái dependency của mình đây. Tab vô cho nó đẹp. Tab vô cho nhìn cho nó đẹp. Rồi. Và chúng ta sẽ chọn chuột phải trên cái project của mình. Click chuột phải. Xuống chỗ Maven. Chọn Update Project. Nó hỏi Update Project nào. Mình chọn, nó tự chọn cái project mà mình đang chọn. Chuột phải. Và trong dự án của các bạn, trong cái Workplace á, nó có rất là nhiều dự án. Mình có thể chọn hết. Nhưng mà chúng ta nên chọn một cái thôi. Cho nó upload cho nhanh, update cho nhanh. Ok. Đây, nhìn bên thư viện giúp thầy. Sau khi mà nó update xong, thì tự động một số thư viện nữa, nó sẽ tự chạy về đây. Ví dụ như sau này các bạn gửi mail nè, các bạn kết nối SQL nè, thì mình không cần tải thư viện. Mình chỉ lấy cái dependency của cái thư viện mail, rồi cái thư viện của kết nối cơ sở dữ liệu GDPC, thì tự động nó connect về cho chúng ta, nó download về cho chúng ta, download về dự án. F5 thử xem nào. F5 là nó bị dính cái trình quay phim này. Refresh. Chưa về. Lưu chưa? Firebomb. Lưu. Rồi, ok. Đây, Maven nó sẽ về pin UT. Rồi cái connector, cái login. Đó là ba cái này nó tự về. Sau này các bạn đưa mail hay là cái GDPC gì đó thì các bạn chỉ cần thêm phía sau này là được. Không cần thêm cái này nữa nha. Cái này một lần thôi. Chỉ cần đưa vô đây là được nè. Rồi mình sẽ viết tiếp cái đoạn source của mình. À, phần này thì chỉ cần copy dán là được rồi. Chạy rồi. Cái thứ nhất, mình copy cái gì? Cái thứ nhất là cái file này. File này là step servlet. Step servlet này chúng ta sẽ tạo ra đây. Source của chúng ta. New. Class. Step servlet. Package. Các bạn để quen thuộc com.poly. Com.poly. Chỗ này thầy tạo cái lớp 3 riêng luôn. Thì các bạn có thể tạo chỗ này là bài 2. Bài của mình là bài 2. Package. Nếu mà chúng ta làm riêng lẻ thì bạn muốn tạo gì bạn tạo. Chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Trừ khi nào mà một cái project của các bạn chia làm nhiều, nhiều người viết. Thì cái package này phải thống nhất. Để khi mà bạn mệt code lại thì bản thân cái này nó ghi là com.poly.bài2 thì bên kia cũng vậy, cũng com.poly.bài2 là tự động nó mệt lại rồi. Chứ nếu mà hai bên mà nó hai cái kỳ khác nhau nhưng mà chung một mục đích thì nó không được, bạn phải sửa lại cái kỳ, nó mất công đó. Thì cái phần này các bạn sẽ thống nhất nếu như mà bạn làm đồng đội, còn nếu bạn làm mình thì bạn đặt bé Hồng, bé Cúc, bé Na gì chỗ này cũng được, chẳng ảnh hưởng gì hết. Nó chỉ là thư mục thôi mà. Nó chỉ là phân ra để cho mình dễ quản trị cái nội dung thôi. Chỗ này của chúng ta
người ta chỉ viết cái phần sau, còn cái phần này chúng ta để cái servlet. Rồi notify notation web six step. Dưới đây chúng ta sẽ có do get. Đố các bạn tại sao nó không ra do get. Đúng rồi, chưa extend nó đây. HTTP servlet do get, bỏ cái này đi, mình thêm cái nội dung này vào. Các bạn tự gõ cũng được nha, đừng làm miếng như thầy. Do bot, tự gõ nha, thầy làm biếng thầy copy lại thôi. Nhưng mà nếu về nhà thì chắc cũng chưa biết ai làm biếng hơn ai. Rồi ok, như vậy thì chúng ta đã có gì, lấy được cái form từ view step. Thì chỗ này ở trong thư mục này mình sẽ tạo ra trong cái sọt của chúng ta web new folder view, và trong folder view này chúng ta sẽ tạo tiếp một cái folder nữa là step, và trong folder này thì mình lại tạo tiếp gì, CSV form, được không? Trong cái CSV form này thì chúng ta sẽ copy cái chú này vô. Giờ nếu bạn nào chưa làm thì cứ copy đi nha, tại vì các bạn mà ngồi gõ lâu lắm, rồi gõ hết cái này lâu mệt, cứ copy vô đi. Tí nữa thì sẽ có việc cho các bạn làm để cộng điểm, còn giờ thì cứ copy vô đi. Bây giờ mà các bạn gõ xong các bạn kêu thầy ơi đợi em thôi mệt, gõ vô đi. Copy đi, rồi tab vô form, lui ra một tí, chạy thử coi nó lên được cái gì đã. Chạy đây luôn nha, chạy đây thì nó không có ảnh hưởng gì hết á, tại vì nó chưa có server, cho nên là bạn có bấm xử lý gì thì nó cũng không xử lý cho mình đâu. Mình mới chạy cái phần frontend thôi. Ở đây là mình mới đang nhìn thấy phần frontend, còn cái phần mà xử lý là nó chưa có. Frontend nó cũng chưa lên luôn là sao? Form chưa lưu à? Ủa nó tự động nó lưu mà ta. Rồi, ok, đẹp ha. Mà nhắc lại nha, chú nào mà học code mà không chắc á, thì đừng có xài Bootstrap, đừng xài gì hết á. Code nó phải sạch kiểu vậy nè, mình mới nhìn thấy được. Chứ bây giờ cứ bạn mình nó đưa Bootstrap, nội cái chuyện mà đi lựa Bootstrap bỏ đi để tìm những cái gì mà cần thiết, tìm không nổi đâu, bỏ đi. Có thuần dùm cho thầy cái hiểu đã, rồi khi mà các bạn hiểu rồi các bạn muốn cắm lông cắm cánh gì đó cắm. Chứ bây giờ đọc bình thường mà còn không hiểu nữa mà nhìn Bootstrap một rừng trong đó, nhiều khi mà cái đó là cái thẻ của Bootstrap mà cứ tưởng là cái bài này nó ghê. Rồi ok, thầy không phải là không muốn cái đẹp, nhưng mà cái nào đẹp nó đúng chỗ. Rồi chỗ này chúng ta đã xong cái form để mà nhập liệu. Và chỗ này nó chỉ thay cái chỗ này tí xíu là poly. Còn của mình ở đây nó là G4 lab 3C4. Mình thay chỗ này cho thầy. G4 lab 3C4. Nó đúng cái thư mục của cái project được tạo ra ở trong cái server. Rồi xong, tiếp. Đối với lại cái request thì người ta sẽ gọi đến cái gì? Để đóng hết mấy cái này lại cho nó gọn. Ở request thì chúng ta sẽ gọi đến cái resource
Resolve ở đây thì nội dung của nó là cái gì? À, người ta nói tiếp ở chỗ này là mình tạo một cái class step. Tạo class này. Thì chúng ta sẽ tạo ở đây. Bài 2. New class step ở đây. Finish. Trong này chúng ta có các cái attribute. Giờ dán nó vô đây. Và dưới này người ta ghi là getter, setter là mình làm gì ta? Người ta ghi vậy là sao? À, mình tạo ra các cái method này. Các bạn click chuột phải, chọn chọn sort, chọn ok getter setter generate getter setter, chọn on ha. Xong. Như vậy chúng ta đã tạo được getter setter cho cái entity này. Ở chỗ này cái date của chúng ta nó chưa có hiểu, chúng ta phải import cái date của Java GT vào. Rồi xong, hết. Được chưa? Tiếp. Ở trong cái phần của Step Serverless, chúng ta bổ sung thêm cái đoạn code này để nó đọc được dữ liệu của chúng ta. Như vậy thì mình sẽ bổ sung ở đâu? Bổ sung bên Serverless. Đây, mã đọc tham số bằng bin UT. Mình gán cái này vô. Khi các bạn gán vô thì nó sẽ báo lỗi một số cái nó chưa được import thư viện. Ví dụ như cái này. Chưa được import thư viện. Thì các bạn sẽ import vô datetime convert. Import vô. Bên này date convert. Import vô. Bên UT. Rồi dòng này lỗi gì nữa đây? Hết rồi mà. À, date chưa import. Java UT date. Xuống dưới convert UT control space import vô. Xuống tiếp dưới này bin UT control space import vô. Hết rồi. Hết lỗi. Khi bạn viết code vui lòng thuộc đầu dòng đúng với thầy. Đó, để cho nó dễ đọc, dễ nhìn, dễ hiểu. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ, chỗ này đối với lại cái code của chúng ta đọc dữ liệu từ form xuống và nó đẩy qua cái report, cái doBot cho chúng ta. Mà chỗ này mình chẳng thấy chỗ nào là get parameter cả. Mà nó get gì? Get parameter map. Đẩy nguyên cái mảng từ trên xuống. Trên kia có bao nhiêu thuộc tính, đẩy hết xuống đây. Và cái gì hứng? Cái biến này hứng nè. Step này hứng nè. Step này đâu ra? Là do cái entity này tạo ra. Làm sao nó hứng được đủ hết? Là do bên cái form. Bên cái form này nè. Bạn có bao nhiêu thuộc tính? Đây. Full name là 1 nè. Birthday là 2 nè. Country là 3 nè. Gender là 4 nè. Married 5 nè. Hobby là 6 nè. Not là 7 nè. 7. Thì bên step này mình có mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Được chưa? Tương ứng. Và một cái nữa mà các bạn quan tâm. Thứ nhất, kiểu dữ liệu. Birthday, date, gender, full length, married, full length. Thì ở bên cái form của mình,
chú ý cái trả về này nhé. Hết sức chú ý cái trả về. Khi mà cái gender của các bạn đang sử dụng là male or female, bạn sẽ set ví dụ như là male là to, female là phone, tùy bạn quy định nha. Còn true phone thì lúc đó là bạn quy định nó là nam hay nữ là do mình quy định, chứ không phải là do máy nha. Chỗ này, trong cái form này đang quy định nam là true, nữ là phone. Tại vì cái này đối với lại bạn thiết kế này là bạn front end, và bạn thiết kế data ở dưới là back end, và một bạn khác nữa làm cái phần report chẳng hạn để hiển thị dữ liệu lên. Ba bạn này không biết nhau. Nếu như cái ông front end ổng đặt là nam là true, mà đi xuống cái phần data đó thì ông thiết kế database ổng sẽ hình dung nữ là true. Đến chừng cái ông mà viết cái report, nếu như giới tính bằng true thì nữ, thì cái form đăng ký một đường, cái report báo cáo lên một nẻo. Hai cái khác nhau mà đâu có sai. Không có sai, bởi vì true form thì cái đó là mình quy định thôi ha. Thì chú ý chỗ này giúp thầy, khi mà chúng ta thống nhất trong cái project thì chúng ta phải thống nhất hết từ đầu đến cuối. Như vậy thì ở trong này cái input của mình là do cái value nó trả về là true, thành ra là trong cái step này cái gender của mình kiểu boolean. Còn nếu bạn có ba giới tính male female order thì cái value của mình để là male female order. Thì lúc mà mình tạo cái gender trong cái entity này, mình có tạo boolean được không? Không. Lúc đó mình lấy cái giá trị về là male female order thì kiểu dữ liệu của nó phải là đó. Tùy theo cái kiểu dữ liệu của form mà mình sẽ tạo kiểu dữ liệu phù hợp với entity. Married, Poland, married, đã có gia đình, checkbox. Cái này đặc biệt của nó chỉ trả giá trị là on hay là off. Cho nên đối với lại cái input mà mình checkbox mà chỉ có một checkbox thì nó cũng trả về dạng true form, mình ép qua được luôn. Nhưng cái này cũng là checkbox. Sở thích nè. Đây cũng checkbox mà trả về true form. Đây cũng checkbox mà là trả về gì? Trả về string. Mảng string. Với vậy, mảng bên này là do cái value của nó nè. Value mặc định là true form đấy các bạn. Checkbox á. Value mặc định của nó là true form. Cho nên mặc nhiên cái merit này nó trả về true form. Còn xuống dưới này chúng ta đã đổi value của nó rồi. RTMO. Mình đã đổi lại value khác và value này là dạng string. Và hobby 1, 2, 3, 4. Cho nên là khi mà nó đọc với cái name là hobby thì nếu mà chỗ nào có check thì nó trả cái này về. Cho nên nó là một mảng. Một mảng. Nó trả cái RTMO chứ nó không trả cái này nhé. Không trả đọc sách du lịch. Còn khi mà mình hiển thị lên lại là đọc sách hay là du lịch là do mình hiển thị. Còn mình muốn hiển thị gì đó mình hiển thị. Not thì nó sẽ trả về test, tức là chuỗi. Sau khi chúng ta lấy được dữ liệu từ cái parameter map gửi về step thì chúng ta set attribute nguyên cả step đó lên bin. Còn tại sao chỗ này đặt bin thì mình không cần quan tâm. Mình đặt là cu tí cũng được. Thì lên đây mình làm gì? Ở trên cái trang mà resource này nè. Trên trang này mình sẽ tạo ra đây một cái CSV
result. Và trong cái trang result này mình sẽ đưa các cái thẻ này vào. Rồi, tại vì bên kia mình đặt cái tham số của nó, tham biến của nó để truyền qua bên này là bin, thì bên này mình gọi bin. Được chưa? Còn bên này mình đổi lại thành một cái tham số tên khác, thì bên này mình gọi cái tên khác đó. Chú ý giùm thầy chỗ đó. Rồi, chạy thử ha. Coi thử có problem nào không. Run. Tên, ngày sinh, quốc tịch, nam, đã có, đọc sách, âm nhạc. Hello. Thêm mới. Tên, ngày sinh. Rồi, chỗ này 10. Như có gì đó sai sai đúng không? Hồi nãy thầy gõ 20 mà ta. Phải không? Thì gõ nãy là cái gì? 20/11/2000. Submit. Chỗ này nó nói ngày 10 tháng 11 năm 2023. Sai sai đúng không? Ừ. Kiểm tra lại cái code của mình coi. Đây. Thấy chưa? Kiểm tra lại code coi. Khi mà nó đọc về, nó đọc được cái gì? Ở bên này cái result này nó hiển thị gì đây? Birthday. Birthday. Rồi cái này đọc về. Nó convert qua chưa được á. Kiểm tra lại cái đó là một. Cái thứ hai là các bạn sẽ chuyển cái này, giới tính, quốc tịch, hôn nhân, sở thích, chuyển ra giúp thầy. Mình đâu cần thấy mấy này. Mình phải thấy là giới tính là nam hay nữ. Quốc tịch là chữ gì? Việt Nam, Mỹ, Úc. Tình trạng hôn nhân, đã kết hôn hay là chưa kết hôn. Sở thích là thích cái gì? Chứ còn để vậy sao biết? Các bạn sẽ thay đổi chỗ này và detail ra cho thầy. Đó là bài lab 3, bài 2. 1. Ngày tháng năm sinh bị sai. 2. Những cái thông số mình đưa ra số liệu để mà nhận biết. Chứ không phải là các cái value kiểu như vậy. Đó, thay đổi cái đó cho thầy. Của lab 3, bài 2.